Hôm nay chúng ta sẽ cùng khám phá một hiện tượng thú vị trong thế giới động vật, học tập quen nhọn. Đây là một khái niệm không chỉ hấp dẫn mà còn rất quan trọng trong việc hiểu cách động vật tương tác với môi trường xung quanh. Nghe la nhỉ, đây là cách mà động vật học cách bớt phản ứng với những tác động lặp đi lặp lại mà không gây hại gì cho chúng. Điều này có thể xảy ra với nhiều loại kích thích khác nhau, từ âm thanh, ánh sáng đến mùi hương. Vậy, học tập quen nhọn là gì? Đây là một quá trình mà qua đó, động vật học cách giảm dần phản ứng với những kích thích không nguy hiểm, giúp chúng tiết kiệm năng lượng và tập trung vào những điều quan trọng hơn. Nói đơn giản, đó là khi một con vật học cách phớt lờ hoặc phản ứng ít hơn với những kích thích xảy ra liên tục nhưng không có gì nguy hiểm. Điều này không chỉ giúp chúng tiết kiệm năng lượng mà còn giúp chúng tránh bị phân tâm bởi những yếu tố không quan trọng. Điều này giúp chúng tiết kiệm năng lượng và tập trung vào những điều quan trọng hơn. Lấy ví dụ nhé, hãy tưởng tượng bạn có một con cá vàng trong bể. Bạn có một con cá vàng trong bể. Cá vàng là một trong những loài động vật dễ quan sát nhất khi nói về học tập quen nhọn. Lần đầu tiên bạn gõ nhẹ vào thành bể, chắc chắn cá vàng sẽ giật mình, có thể là bơi đi chỗ khác. Đây là phản ứng tự nhiên của nó đối với một kích thích mới và bất ngờ. Nhưng nếu bạn cứ gõ nhẹ liên tục, bạn sẽ thấy cá vàng không còn phản ứng mạnh như lúc đầu nữa. Điều này cho thấy cá vàng đã học cách quen với tiếng gõ đó và hiểu rằng không có gì nguy hiểm cả. Nó đã quen với tiếng gõ đó và hiểu rằng không có gì nguy hiểm cả. Đây là một ví dụ điển hình của học tập quen nhọn trong thế giới động vật. Một ví dụ khác là chim bồ câu. Chim bồ câu thường sống trong môi trường đô thị, nơi có rất nhiều tiếng ồn và kích thích khác nhau. Trong các thí nghiệm, người ta thấy chim bồ câu có thể học cách bỏ qua những tiếng ồn vô hại trong thành phố. Ban đầu, chúng có thể giật mình với tiếng còi xe hay tiếng của sạp. Đây là phản ứng tự nhiên của chúng đối với những âm thanh mới và bất ngờ. Nhưng theo thời gian, nếu những tiếng ồn này không gây ra mối đe dọa nào, chim bồ câu sẽ quen và không còn giật mình nữa. Điều này cho thấy chúng đã học cách phân biệt giữa những kích thích nguy hiểm và vô hại. Lại thêm một ví dụ nữa nhé, loài chuột. Chuột là một trong những loài động vật thường được sử dụng trong các thí nghiệm về học tập quen nhọn. Nếu bạn đặt một con chuột vào môi trường mới với mùi lạ, ban đầu nó sẽ cảnh giác và phản ứng mạnh. Đây là phản ứng tự nhiên của nó đối với một kích thích mới và chưa biết. Nhưng nếu mùi hương đó không liên quan đến bất kỳ nguy hiểm nào, sau một thời gian, chuột sẽ quen và không còn phản ứng mạnh nữa. Điều này cho thấy chuột đã học cách phân biệt giữa những cái mùi hương nguy hiểm và vô hại. Như vậy, học tập quen nhọn là một quá trình quan trọng giúp động vật thích nghi với môi trường và tiết kiệm năng lượng. Nó giúp chúng phân biệt được những kích thích vô hại và tập trung vào những thứ thực sự quan trọng như thức ăn, nguy hiểm hoặc bạn tình. Điều này không chỉ giúp chúng sống sót mà còn giúp chúng phát triển và sinh sản hiệu quả hơn. Hy vọng video này đã giúp các bạn hiểu rõ hơn về học tập quen nhọn ở động vật. Đây là một khái niệm quan trọng không chỉ trong sinh học mà còn trong tâm lý học và hành vi học. Đừng quên like và subscribe để đón xem những video thú vị tiếp theo nhé. Hẹn gặp lại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ kênh của chúng tôi.